chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người chi tiết về cái siêu phẩm Komatsu PC30U-5 này. Cái chiếc máy này có đâu đó có giá hơn 300 triệu đồng các bạn ạ. Ok, vậy thì bên trong cái chiếc máy xúc 300 triệu đồng này nó có cái gì hot? Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về siêu phẩm này nha. Rồi, trước mắt các bạn đây chính là con chi tiết kiến siêu phẩm máy đào bánh xích mini Komatsu PC30U. Con này thì là trừ 5 các bạn nha. Con này là dòng mới đấy. Đời mới đấy, con này làm rất nhanh và nhạy. Thì con này thì được có một cái nước sơn màu vàng các bạn ạ. Đấy. Thế ngay bây giờ thì cũng giống như các dòng bình thường khác thôi. Con này thì sử dụng nó là gì? Sử dụng cái dung tích cầu khoảng 0,15 các bạn ạ. 0,15. Thì con này sở hữu là gầu 4 răng. bốn răng gầu nha. Ngoài ra thì thằng này nó rất là tiện lợi nên là người ta có thêm một cái tháo lắp cơ. Đây chính là cái tháo lắp cơ các bạn này. Tháo lắp cơ này mình có thể tháo bằng tay, thay gầu bằng tay nên gọi là tháo lắp cơ. Đấy, không phải tháo lắp thể lực. Đấy, dòng này thì là dòng mini. Đâu đó có giá trên 300 triệu đồng. Dòng này rất là hot các bạn ạ, đắt lắm. Dòng này cực kỳ đắt luôn. Tại vì thứ nhất là mới, thứ hai nữa là nó nhỏ gọn. Tiếp theo, nó đắt là điểm nào? Thứ nhất là có một cái tháo lắp cơ nha, là phải mua thêm rồi chưa ạ? Thứ tiếp theo là gì? Dòng Komatsu này thì nó có cái đường búa nguyên bản. Đấy, không phải đường búa chế hay là đường búa mua về mới lắp các bạn nha. Đường búa là đường búa nguyên bản luôn. Đường búa nguyên bản này. Đấy, con này thì cũng giống như dòng Komatsu đàn anh đàn chị của nó là Komatsu 50, 55, 58 ấy, 58, 70, 75 đấy ạ. Thì nó vẫn có là cái cần kỹ thuật ở trên. Cái trục cần kỹ thuật này thì nó nằm bên hông này. Mình cần hay là gọi cần kỹ thuật này hay cần gọi là cần ba khúc cũng đều là nó nhá. Cũng đều là nó cả. Đấy. Cũng đều là nó. Con này mới rất là mới các bạn ạ. Trên giá rất là mới nên các bạn có thể nhìn thấy không? Từ các xi lanh cần này không có dấu hiệu bị nứt niết gì hết này. Rất là mới. Đây chính là cái tông màu của nó là in logo nên là PC30UU. Đây là PC30UU các bạn này. Thì điểm tiếp theo là gì? Có cái chi tiết siêu phẩm này tại sao nó lại đắt như thế? Đắt là gì? Thứ nhất là nó nhỏ gọn này được chưa ạ? Tháo lắp cơ này. Con này thì dòng Komatsu thì không cần bàn cãi gì nhiều. Cái đít này luôn quay trong xích nên rất là tiện lợi làm những công việc khó. Kế tiếp theo là gì? Wow, con này sở hữu là bộ gì? Bộ xích cao su đấy. Đây mới là cái điểm đắt mà tôi muốn nhấn mạnh cho các bạn này. Đấy, đây là sử dụng xích cao su các bạn này. Xích cao su nhé. Đây, này con này chính là sở hữu cái bộ xích cao su các bạn này. Xích cao su thì luôn luôn là sẽ đắt hơn xích sắt. Tại sao? Xích cao su nó đi rất là êm, rất là ngoài đường sẽ đường đi lại này. Thì đây, xích cao su dòng này mới các bạn này, nó có ghi ký hiệu như là KUL này, 300 × 252.5N. SX cái này ký hiệu thì mình cũng không rõ lắm. Nhưng mà các bạn thấy nhá, nó có một cái giải xích cao su rất là mới. Các nhông xích này vẫn còn ngon này. Đây, những cái thước cao su này các bạn thấy không? Những cái xích cao su khá là mới này. Đấy, thấy không? Cực kỳ mới luôn. Đấy. Đây cực kỳ mới nhá. Này. Mới luôn. Đây là về dàn gầm này. Đó, dàn gầm các bạn thấy không? Khô cực kỳ khô ráo luôn. Con này thì là không thụt thò được nha, khác với con khác là thụt thò. Đây, chưa có dấu hiệu chảy dầu chảy mỡ. Con này thì cũng được mới lấy về thôi các bạn ạ. Đấy, cũng mới lấy về thôi. Máy này là lấy từ máy bãi đây, xích cao su rất là đắt. Bây giờ mình sẽ cho các bạn ngó qua về cái động cơ của con này xem là như thế nào nhé. Con này nổi tiếng là Komatsu PC30U-5. Đây là về đây, cái mặt sau của nó các bạn này. Mặt sau của nó đây. Đó, sở hữu xích cao su có ben. Đây chính là động cơ của con này. Đây các bạn thấy không? Khá là sáng. Do đi phá nhà nó bụi bặm nên là chưa có dọn dẹp được này. Thì con này là đây thì gồm có động cơ như là boe này, rồi động cơ lọc dầu lọc gió này, này lọc dầu này. Nên con này động cơ máy 3 nha bạn nhé. Con này động cơ máy 3 này, nó nằm khuất trong đây nó hơi khó nhìn. Động cơ máy 3 nhé. Đấy, con này động cơ máy 3. Thì con này làm cũng không hao dầu mấy đâu. Nó ngửi dầu cũng đủ sống các bạn ạ. Cái dòng này thì nó cũng không đến nỗi là hao dầu.
Con này thì nó cũng khá là ổn định trong cái tầm giá và cũng không đến nỗi là tiêu hao nhiên liệu nhiều đâu ạ. Đấy, không tiêu hao nhiên liệu nhiều. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem cái phần chi tiết hơn. Đây, đây chính là cái mặt đằng này của nó này bạn. Đây, đường một cái đường búa nguyên bản. Nó thiết kế khá là hay là gì? Thiết kế cái đường búa này nó ngoằn nghèo như vậy này, tránh đi thẳng lên trên kia nó vướng vào cần kỹ thuật. Đấy, tránh nó vướng vào cần kỹ thuật. Này, thiết kế như vậy tránh nó vướng vào cần kỹ thuật nha. Đấy, mặt bên hông của nó bên này như này. Đấy, sử dụng những cái xích cao su gọi là xích cao su khá là mới này. Đó, cực kỳ mới luôn. Hôm nay khá là mới. Đây, đây là phần tổng quan cabin. Cabin của nó thì gồm có gì? Gồm có một cái mái che các bạn nhé. Gồm có một cái mái che giúp thợ vận hành không bị nắng nôi vào mùa hè này, tránh mưa tránh gió được này. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết lên cabin của nó này. Nhìn từ xa các bạn có thể là cũng phát hiện rồi, dòng Mini thì hầu như thiết kế nó cũng khá là giống nhau. Ở phần này thì nó có gồm cái gì? Hai chân xích di chuyển này, chân xích di chuyển đi tiến lùi này, hai chân này. Mỗi bên là một chân đúng không ạ? Con này nó có một cái đường búa này. Đây, đường búa con này tích hợp ở chỗ này. Cái chỗ này là mình vừa làm để chân luôn này, vừa làm để chân luôn, vừa làm đường búa bật lên vậy thì nó là đường búa này, bắn búa này các bạn này. Cái này để vậy để bảo vệ cho khi mà mình không muốn bắn búa nữa thì mình đậy nó lại. Cái tiếp theo là gì? Cái chỗ phần này cũng là cần kỹ thuật này. Mình đạp qua xoay qua cần ca còn lại này, nếu mình không dùng nữa thì mình có thể là đậy nó lại như vậy, là mình làm dùng cái bàn đặt để chân. Đấy, thì đây là một vài thông số của nó in ở trên catalog chơi các bạn này. Thì đây gồm có cách các cảnh báo hướng dẫn như là nguy hiểm này, an toàn này. Đây là đời máy Komatsu PC30UU-5. Dòng này thì gồm có Komatsu PC30UU-5 và có thêm con PC38UU-5 này. Này này thì nó gồm có là gì? Đây nó ghi trên catalog này cho các bạn thể hiện rõ là cái sự là mình phải bơm mỡ, bơm dầu vào đây bao nhiêu giờ này. Cái này ví dụ như bơm vào chục mâm quay là 10 giờ hay 100 giờ hay 250 giờ hay là 500 giờ hay 1000 giờ hay 2000 giờ đấy. Đây có thể là một thông số là thông số đây PC30UU-5 này. Là nặng 2,2 tấn này, được chưa ạ? Đây là vòng tua máy các thứ này, cái này là không quan tâm đến cho lắm. Đấy, đấy là về phần đấy. Bây giờ mình sẽ lên trên này cho các bạn xem. Thì ở đây, đây gồm một tay trang thì gồm có hai tay trang đúng không ạ? Một tay trang bên trái và một tay trang bên phải rồi. Thì chức năng nó giống như hệt nhau. Thì ở về phần này thì nó gồm có một ổ chìa khóa này. Đấy, một ổ chìa khóa là một này. Và gồm có các đồng hồ cảnh báo này các bạn nhé. Ví dụ như đồng hồ là đồng hồ đây thì là báo nhiệt độ này. Đồng hồ này đồng hồ báo dầu này, một tay là tay này tay ga này, tay này tay nâng ben này. Đấy thì thợ vận hành sẽ ngồi lái như thế này. Về phần tay trang này thì có một cái khóa an toàn đấy. Thì bây giờ mình sẽ mở máy lên cho các bạn cùng nghe và nghe tiếng máy của nó nha. Đây mở máy lên này, này mình sẽ mở lên nhé. Đấy nó lên này các bạn này, được chưa ạ? Đó thì đây nó xuất hiện thì cảnh báo là áp quy yếu này, áp suất dầu thấp này, đây là nhiệt độ nước đang ở mức này này. Đây là vừa đổ dầu thì đầy dầu luôn. Đây là đồng hồ báo là máy đã làm được khoảng 6.400 giờ. Máy cũng khá là còn mới các bạn. Đây mình nổ máy nghe tiếng cho các bạn nghe nhé. Đấy mình giảm ga rồi, thấy chưa? Đấy. Ngay bây giờ thì mình sẽ nâng lên và thử cho bạn xem. Đó, khá là làm khá là ngon đấy. Quay này, khá là làm ngon đấy. Thấy chưa? Đấy, là thao tác cần này. Đấy, nâng cần hạ cần nha các bạn nha. Đó. Giờ, đấy. Này, giờ. Đấy. Đường búa mình bắn đi cho các bạn nghe nha. Nghe này. Đấy, đây là về phần kỹ thuật bật này lên này. Bẻ cho các bạn xem nhé. Đây. Đó, được chưa? Đấy, cần kỹ thuật này. Bẻ ra nữa này. Đó. Đấy. Khá là ok các bạn nhé. Đấy. Đây ạ. Đây. Máy làm rất là êm, cực kỳ êm. Lên ga nhá. Đấy. Khá là ngon. Rồi. Khá là ok các bạn ạ. Đấy. Dòng rất là ngon. Ok các bạn ạ. Thì như vừa xong mình đã giới thiệu cho các bạn biết thêm thông tin chi tiết về cái dòng siêu phẩm
Komatsu Mini PC30U trừ 5 này. Đấy, qua đây các bạn có thể nhìn cái khái niệm khách quan hơn về dòng máy này nha các bạn nhé. Video của mình xin được phép kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ tặng cho mình một like và đăng kênh, một lượt chia sẻ để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video là tiếp theo. Đúng là xứng đáng đồng tiền bác gạo cho các bạn.